Mời quý vị ngồi xuống. Học bài tiếp không? Sakya, Đức Phật Thích Ca phải không? À, bây giờ mình học qua xã hội Ấn Độ thì quý vị nghe trong cái bài giảng chính quy nó đủ tiết. À, tôi giới thiệu sơ. Tôi giới thiệu sơ qua. Đức Phật Thích Ca. Sakya Muni. Cái cách giải thích của người Trung Hoa đó, Sakya dịch là năng nhân, hay làm chuyện nhân đức á, năng nhân. Làm chuyện nhân đức, năng nhân. Ở ghi tiếng Việt đi. Muni có nghĩa là tịch mặc. À, tại vì dòng họ của ngài hay làm chuyện nhân đức cho nên là năng nhân, Muni là tịnh mặc. Cái đó là cách giải thích của người Trung Hoa. Đó, học cái gốc ở bên đó đó, Sakya là tên của bộ tộc. Một bộ tộc, tộc Sakya. Muni nếu danh từ là ông thánh. À, tính từ là sự tính từ là tĩnh lặng, yên lặng, tịnh mặc đó. Ừ. Còn danh từ là ông thánh, Sakya Muni có nghĩa là ông thánh của tộc Thích Ca. Hết. Sakya là tên của bộ tộc. Tên của bộ tộc thì không có giải thích. Ví dụ như Việt Nam chúng ta có 53, 54 dân tộc phải không? Thì tên của mỗi bộ tộc là tộc ED, tộc Xê Đăng, Thượng. Rồi trong đó mình là gọi là người Kinh. Thế nào là gọi là người Kinh? Chữ Kinh nghĩa là gì? Chữ Kinh có nghĩa không? Chúng ta được gọi là người Kinh. Người Kinh thì Kinh nghĩa gì? Có nghĩa không? Không. Cũng như thế, tộc Sakya thì tên tộc Sakya thì thôi. Chứ không có thế nào mà, ví dụ như bây giờ mình giải thích người Kinh là thế này thế kia. Người Ấn Độ, người Hindu thì họ giải thích là người sống bên bờ sông Indus thì gọi là người Hindu. Thế thôi. À, rồi xưa nữa truy nguồn gốc của người Kinh ra là tộc Lạc Việt phải không? À, Lạc Việt là có hình chim lạc. Rồi con chim lạc đó lấy cái hình ở trên trống đồng có con chim lạc. Mà con chim lạc đó ngày nay chắc nó tuyệt chủng từ lâu rồi. Thành ra không có con chim lạc, còn chim mặn. Chim đem nấu thì nó nấu ăn á, để vô ăn mới được. Chim mặn chứ chim lạc không có. Giải thích thế này thế kia lấy con chim trên trống đồng để mà giải thích. Nhưng mà con chim trên trống đồng đó nó cũng khác nữa nè. Tại vì tộc Lạc Việt á, nó là phía nam sông Dương Tử của Trung Hoa. Lấy cái sông Dương Tử làm cái ranh giới Bắc Trung Hoa và Nam Trung Hoa. Còn bộ tộc Lạc Việt đó, nó 100 giống Việt, Bách Việt mà, là từ phía Nam của Trung Hoa nó chạy dài xuống dưới này là có 100 giống Việt lần, chứ không phải là chỉ Lạc Việt không. Lạc Việt, Mân Việt, Tĩnh Việt, Nam Việt, Triết Việt đồ này nọ đó, thì Lạc Việt nó nằm tuốt ở dưới này. Còn Nam Việt là Quảng Đông, Quảng Tây là Nam Việt đó. Triết Việt, Tĩnh Việt này nọ thì khi mà nhà Tần rồi tới thời nhà Hán xua quân qua chiếm ở phía nam sông Dương Tử, lần lần cái bộ tộc Bách Việt nó mất lần lần hết, nó sát nhập vô Trung Hoa. À, còn cái Lạc Việt á là có cái cuốn sách của đạo Kali nó viết về nông nghiệp đời nhà Hán đó, thì trong đó nó có ghi là tộc Lạc Việt á, nó nhờ vào nền văn minh lúa nước cho nên nó giữ được bản sắc của nó. À, và nó có một cái chế độ riêng từ xưa. À, thành ra là sau khi mà bị đô hộ rồi nó vẫn nhớ là ông bà tổ tiên của nó, cuối cùng rồi nó tách ra được. Nhưng mà mình tách ra được tới thế kỷ thứ 10, 939 mới tuyên bố tách ra, Ngô Quyền mới tuyên bố tách ra, thì trong khi đó Triều Tiên thế kỷ thứ 3, thứ 4 là nó đã tách rồi. Nước Triều Tiên đấy, nó tách sớm hơn mình rất nhiều. Mình tới thế kỷ mình sau Triều Tiên 700 năm mình mới tách ra được. Mình mới tuyên bố chủ quyền được, chứ nó là nó Triều Tiên là thế kỷ thứ 3 rồi, họ đã tuyên bố tách ra khỏi Trung Hoa rồi. Đó. Thì nó có cái đó, nhưng mà không phải của bài. À, Sakya là tên của bộ tộc. Có mấy cái bài hát mà hình tượng lên đó, thi vị hình tượng lên từ ngàn xưa vương thành ca tỳ la vệ gì đấy. Đó thì nói là vương thành ca tỳ la vệ, mình nói tới cái thành của vua, mình nghĩ tới là nó tráng lệ, nó nguy nga, nó lộng lẫy, nó to lớn lắm. Thường là mình có mấy cái quan niệm ở trong đầu như thế, chứ thực sự qua bên đó thì thành ca tỳ la vệ nó vẫn còn nhỏ thôi, không có lớn. Mấy mẫu đất, cái hoàng cung vẫn còn, cái nền của hoàng cung còn, còn cả cái giếng nước mà, thì nó nhỏ nhỏ không à. Thời 26 thế kỷ về trước,
dân tộc Ấn nó có được đông như tỷ mấy không? Không, của cải vật chất thế kỷ về trước, thời của Đức Phật thế kỷ thứ nguyên thế lịch là thời mới có đồ sắt, lúc đó mới có đồ sắt à, trước đó vẫn xài đồ đá đồ đồng, mới bắt đầu có đồ sắt. Cái của cải vật chất nó không có nhiều, quý vị biết rồi, từ cách mạng công nghiệp ở châu Âu thế kỷ thứ 17 tạo ra của cải vật chất mới nhiều. Sau này tới cách tới cái thời kỳ mà của hiện đại, thời kỳ văn minh computer đây nè, là nó tạo ra của cải vật chất còn nhiều nữa đó. Thì sau này của cải vật chất mới nhiều, 26 thế kỷ của cải vật chất rất ít, nói là vương thành chứ thực sự ra nó nhỏ thôi à, không có nhiều. Cái cửa đông nơi bước Đức Phật mà đi ra từ cửa đông để vượt thành xuất gia đó, thì cửa đông nó vẫn còn, ở cái nền cửa đông nó vẫn còn. Có dịp quý Phật tử hay là quý vị có dịp thì đi qua bên đó một lần cho biết, để mình thấy nó như thế nào. Tất cả những di tích là Ấn Độ họ giữ tốt lắm, người Nepal họ cũng còn giữ. Những cái bên mình đọc là Nepal, đọc người dân Nepal này họ đọc là Nepal. Còn mình hỏi mình là người Việt Nam, người Việt Nam phải không? Người Việt Nam, Ấn Độ nó không có đọc Việt Nam đâu. Cái lưỡi của người Ấn họ đọc rất là hay, chữ T, chữ DH, chữ M, M chấm trên, M chấm dưới, họ đọc rất là đều, họ không bỏ một bất cứ một nguyên âm hay một phụ âm nào đâu. Họ đọc một chữ, chữ của họ dài. Chữ người Ấn Độ là chữ đa âm, chữ của người Việt chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đó, chữ đơn âm, Việt Nam mấy âm? Hai âm, đúng không? Chữ của người Tây phương là cùng gốc với chữ Ấn Độ, nó có một nhóm ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ Ấn Âu đó. Thì nhóm ngôn ngữ Ấn Âu đó, chữ người Ấn Độ và chữ người châu Âu là đa âm, trong đó có một số từ giống nhau nữa. Ví dụ như là tiếng Anh là name, là tên phải không? Thì Ấn Độ là nam, Apkanam kìa, là what's your name đó. Rồi là nó có một số từ giống nhau, ví dụ như số 3 chữ tri, thì Ấn Độ nó cũng chữ tri, là tri Ratna đó, là tam bảo đó, nó cũng đầu là tri. Thì viết khác nhau tí, cái âm nó giống nhau, ngôn ngữ cùng gốc á, cùng là đa âm. Ví dụ như là quốc tế đi, là international, thì nó đọc là bốn âm phải không? Ấn Độ nó chữ nó cũng bốn âm, và cái lưỡi của người Ấn Độ thì rất là giỏi, phải nói là cái âm điệu cái lưỡi họ nó hay lắm, chứ không phải như cái lưỡi của chúng ta. Người Việt mình đọc học tiếng nước ngoài là thấy mệt phải không? Nói ra tại vì đơn âm á, nó không có đọc là Việt Nam, nó đọc là Việt Nam, là có chữ T trong đó, Việt Nam là nó đọc có chữ T đó, nó đọc cái chữ T rất nhẹ, và nó có chữ T, nó không bỏ bất cứ một nguyên âm phụ âm nào hết. Mình đọc là hay là bỏ, nó đọc không có bỏ, nó đọc là cho mình nghe, nó nói mày phát âm sai rồi. Đó, họ đọc là chữ của họ đa âm, người của họ không có vụ nói lắp, tại vì ngôn ngữ đa âm mà. Mình thì người mình thì có cái tật nói lắp phải không? Cà lâm á, mình kêu cà lâm trong Nam, kêu cà lâm ở Bắc kêu nói lắp á. Thì người của họ không có nói lắp đâu. Rồi họ nói là phải nói nguyên chữ, chứ không thể nào nói là international được. Không? International. Rồi nó nói luôn bốn âm mà một chữ. Ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ đa âm, đa dạng về ngôn ngữ. Tính lấy tiếng Hindi là ngôn ngữ quốc gia, 124 ngôn ngữ địa phương á, 124 địa phương nữa. Trên cái đồng tiền 10 đồng của Ấn Độ đó ghi 14 ngôn ngữ. Cái đồng tiền 10 đồng, đặc biệt đồng tiền 10 đồng của Ấn Độ ghi tới 14 ngôn ngữ. Giới thiệu thêm một chút về dân tộc Ấn. Dân tộc Ấn họ tự hào là dân tộc yêu chuộng hòa bình nhất thế giới. Họ tự hào, lúc nào họ cũng tự hào họ là cái dân tộc yêu chuộng hòa bình nhất thế giới. Điều đó được chứng minh qua lịch sử. Họ chinh phục các nước lân bang bằng văn hóa Ấn Độ. Họ chinh phục các nước vòng vòng họ đó bằng văn hóa Ấn Độ. Các nước xung quanh Ấn Độ sống chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Ấn Độ. Ăn bốc, Nepal ăn bốc, Sri Lanka ăn bốc, Thái Lan, Miến Điện, rồi vòng vòng họ là chịu ảnh hưởng của họ, ăn bốc hết. Phục sức ngôn ngữ, chữ viết chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Ấn Độ. Lịch sử Ấn Độ chưa từng đem quân xâm lược bất cứ một cái lân bang nào khác hẳn dân tộc Trung Hoa. Lớn từ đời ông lớn tới đời cha chút xíu cũng lớn, mà ăn nói kêu bằng nói mà không sợ thiên hạ cười, gọi là già hàm, già mồm, nói mà không sợ thiên hạ cười. Nó nói Việt Nam gây hấn,
thử đời nay có thằng nhỏ mà gây hấn lớn không, cho nó đập hay sao? Việt Nam gây hấn, nói thế mà cũng nói được. Mình nhỏ hơn, mình dám gây hấn với thằng lớn hơn không? Có đời nào mà ngược, nhỏ ăn hiếp lớn hả? Hả? Nhỏ ăn hiếp lớn hay lớn hiếp nhỏ? Nói thế mà cũng nói được, nói Việt Nam gây hấn. Dân tộc Ấn Độ chưa bao giờ đem quân xâm lược bất cứ một cái quốc tiểu quốc nào xung quanh đất nước Ấn Độ. Họ chỉ có nội chiến thì có, nội chiến vòng vòng đánh nhau trong đất nước của họ thì có, chứ còn đưa quân đi xâm lược bất cứ một quốc gia nào không có. Cái biên giới giữa Nepal với Ấn Độ là nó nhìn biên giới mắc cười, nó là giống như một cái đường đi, một cái đường hẻm mà không ai sống vậy thôi. Còn biên giới qua lại dân Ấn với dân Nepal đi qua đi lại bình thường. Có mấy thầy mấy cô mà lúc đó nghèo đi qua bên Nepal làm bộ sách vở đi chợ, hồi đi qua bên kia luôn, không ai chặn lại hỏi khỉ gì chứ. Làm bộ đi chợ vậy thôi, đi qua đi lại phải đóng tiền. Một ngày như vậy bên Nepal á, lúc trước đi qua tháng hai tháng gì cũng cần biết phải đóng 100 đô, sau này thì nó tính từng ngày, ở mấy ngày đóng bao nhiêu đô, cứ ngày là tính $1 Mỹ. Thời đó đóng 100 đô, sinh viên du học học tự túc nữa, làm bộ sách vở đi chợ, 2-3 người đi từng người qua, đi qua bên kia bận về cũng thế. Nhưng mình đừng có đeo ba lô túi, là nó biết dân du lịch thì nó kêu lại nó hỏi. Còn đi giống như sách vở đi chợ, đồ đạc để trên xe, xe chạy qua rồi thôi. Thế biên giới của họ nó người dân Nepal được quyền qua bên Ấn Độ được coi như là dân Ấn, thậm chí đi lính của Ấn Độ cũng được, đăng ký đi lính của Ấn Độ cũng được. Họ chinh phục các nước xung quanh bằng văn hóa của họ, chịu ảnh hưởng nặng nề văn hóa Ấn Độ. Họ chưa từng đưa quân xâm lược bất cứ nước nào. Xui mình ở gần cái ông này, ông già hàm quá, bụng dạ tham lam, gọi là bành trướng từ hồi xưa cho tới bây giờ. Lấn chỗ này không được, lấn chỗ khác, lấn riết tới. Nói về dân tộc Ấn, giới thiệu một chút, nói về dân tộc Ấn Độ, rồi nói về lịch sử Đức Phật. Nhớ, Sakya là tên của bộ tộc, chứ không có gì khác, không có giải thích gì trong đó. Sakya Muni, nghĩa là ông thánh của tộc Thích Ca. Hết. Thời của Đức Phật tại thế đó, đất nước Ấn Độ không phải toàn cõi Ấn Độ bây giờ. Đất nước của Ấn Độ, phía đông bắc Ấn Độ, thời đó chia làm 16 quốc gia. Phía đông bắc thôi là chia thành 16 quốc gia. Trong 16 quốc gia đó không có vương quốc Ca Tỳ La Vệ, có vương quốc Cô Sa La, Kiều Tắc La đó. Nó phiên âm là Kiều Tắc La, trong tiếng Bali đó là Cô Sa La. Thì bộ tộc Sakya nằm trong vương quốc Cô Sa La, Kiều Tắc La, chứ không có một cái vương 10 trong 16 vương quốc lớn đó. Thì Cô Sa La là một, Magadha là hai, nhiều vương quốc, 16 vương quốc. Tỳ Xá Lý, Vê Xá Lý, 16 vương quốc lớn đông bắc Ấn Độ thôi nha. Cho đến thời vua Ajuk lên ngôi cách Đức Phật nhập Niết Bàn 218 năm, thì cũng chưa tới cái chóp miền Ấn Độ đâu, cái mũi nhọn của miền Nam của lục địa Ấn thì A Dục cũng không tới đó. Nhưng mà A Dục mở rộng phía Bắc, Pakistan, Afghanistan nằm trong vương quốc của vua A Dục, mở rộng phía Bắc, chứ còn phía Nam mở cũng chưa tới nữa. Đức Phật là thuộc chủng tộc, thuộc cái chủng người Aryan, thuộc chủng người Aryan cao to đẹp. Ông supervisor của tôi, ổng cao to, ổng giống người Aryan, người bên Giáp. Học bên đây, về làm bên đây, xong có dịp qua lại Delhi đi thăm ông. Ông mừng ghê lắm. Gọi điện thoại cho ông là ông nhận ra cái giọng nói ngay. Rồi sáng hẹn giờ gặp ông vô ông trường chờ ông đến. Ông thấy tôi ông mừng lắm. Ông nói ông làm gì bên Việt Nam tôi biết hết. Đó. Kêu ông thầy, dùng cái tiếng của Ấn Độ, banh tích. Thầy làm gì bên Việt Nam tôi biết hết. Ông mừng lắm, ông ôm vô, rồi ông ôm tôi vô trong lòng ông, mà tôi đứng tới nách ông cao tự con. Người Aryan, Đức Phật là người Aryan,
Được chưa? Người cao to, trắng nhưng mà không phải trắng bạch như Tây Phương đâu. Trắng cái kiểu của châu Á đó, chứ không phải trắng bạch. Tộc Sai Khia. Thời đó có 16 vương quốc, nhớ ha. 16 vương quốc. Và tộc Sakya nó chỉ là một bộ tộc nằm trong vương quốc Kosala. Tôi dặn như thế nhớ, để mình sau này mình đừng có bị mấy cái ngoài nó chi phối. Đức Phật sinh ra năm nào đó, cho tới ngày nay vẫn là vấn đề tranh cãi, chưa có thống nhất được. Tính cái Phật lịch chúng ta, Phật lịch hiện bây giờ là bao nhiêu? 2500 bao nhiêu? Hả? 2500 bao nhiêu? 2559. 2559. Quý vị nên nhớ cái Phật lịch tính là năm Đức Phật nhậm niết bàn, khác với cái dương lịch tính năm Chúa Giêsu được sinh ra là 2015. Thì 2015 là tính cái năm sinh của Chúa Giêsu ấy. Còn cái Phật lịch á là tính cái năm Đức Phật nhậm niết bàn. Nếu mà tính cái năm của Đức Phật sinh ra là phải cộng thêm cái này nữa là 80 nữa rồi ra năm sinh của Đức Phật. Cái Phật lịch được tính là năm Đức Phật nhậm niết bàn. Cho tới bây giờ vẫn còn tranh luận với nhau, các học giả chưa đồng ý. Hội nghị Phật giáo thế giới tại Nepal tạm thời lấy cái này, lấy cái ngày này theo Phật giáo Nam truyền, giữ cái ngày này để làm cái ngày mà Phật lịch. Chứ còn cái niên đại của Đức Phật tới bây giờ vẫn còn tranh cãi. Các nhà khảo cổ học, kể cả thiên văn học, người ta cũng tham gia. Các nhà thiên văn học cũng tham gia để mà tính cái niên đại của Đức Phật. Tại vì trong thời Đức Phật, ngài kể là có cái gì sao đó, thì người ta tính được cái chu kỳ của vì sao đó bao nhiêu năm xuất hiện một lần. Nếu xuất hiện ngay thời Đức Phật thì nó phải là năm nào. Người ta cũng tham gia, người ta tính. Thiên văn học họ cũng tham gia tính. Khảo cổ học cũng tham gia vào đó để mà tính niên đại của Đức Phật. Gần đây có khuynh hướng vị mà thầy giáo giỏi, ví dụ như ngài Ấn Thuận, ngài Ấn Thuận ở bên Đài Loan đó, hay là ông S. Ui Hajime Nakamura, các học giả giỏi của Nhật á, họ cũng tham gia tính. Và theo cái khuynh hướng mới là Đức Phật sống thế kỷ thứ tư trước kỷ nguyên Tây lịch thôi, chứ không phải sống thế kỷ thứ sáu. Khoảng sống thế, khoảng thế kỷ thứ tư theo cái các nghiên cứu của trào lưu hiện đại đó, không cho rằng Đức Phật sống thế kỷ thứ sáu trước kỷ nguyên Tây lịch. Truyền thống cho rằng Đức Phật sống thế kỷ thứ sáu, các nhà sử học cũng tham gia vào đó. Ví dụ như Đức Phật sống đương thời với ngài là vua Tần Bà Ta La, vua Basenadi, vua Ba Tư Nặc, thì người ta tính sau đó ông này truyền ngôi cho người nào người nào, vương quốc này mất đi, ở cái triều đại này mất đi, triều đại kia dựng lên, thì người ta tính tới triều đại này mất đi, triều đại khác dựng lên, người ta tính lại. Thì các nhà sử học cũng tham gia vào tính cái niên đại của Đức Phật á, họ cũng công nhận là khoảng thế kỷ thứ tư chứ không thể thế kỷ thứ sáu được. Nói cho biết một số thông tin như thế. Tây Phương họ mở mấy cuộc hội thảo lớn, có nguyên cuốn sách Date of the Buddha, là niên đại của Đức Phật. Thì trong đó phần lớn các khuynh hướng của các nhà học giả hiện đại, họ cho rằng Đức Phật sống thế kỷ thứ tư chứ không phải thế kỷ thứ sáu đó. Còn truyền thống hồi nào giờ là cho rằng Đức Phật sống thế kỷ thứ sáu, nhưng mà vẫn còn ngang ngửa, vẫn chưa có cái kết luận, vẫn chưa thuyết phục được. Giống như Việt Nam mà thơ mới với thơ cũ, hai bên cứ kình nhau một chập, thì thơ mới mới thật sự chiếm vũ đài. Niên đại cuộc đời của Đức Phật thì sách sử ghi lại rất kỹ, ghi lại cuộc đời, lời của ngài. Chứ còn cái niên đại thì nó khác. Niên đại thì không giữ, nhưng ghi lời dạy của bậc minh triết, của bậc đạo sư được ghi dạy rất là kỹ. Ghi lại rất kỹ. Sách vở được ghi lại rất tốt. Mặc dù theo thời gian có một số đã bị mất đi, nhưng số còn lại vẫn đủ để chúng ta học hiểu về giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật. Theo giáo lý của Nam truyền, 29 tuổi thì Đức Phật đi xuất gia. Nam truyền Phật giáo, tôi gọi là Nam truyền chứ tôi không có nói là nguyên thủy Phật giáo. Hôm nào sẽ nói về cái chữ nguyên thủy, thử coi cái tính chất nguyên thủy nó còn được bao lâu, nó còn từ cho tới ngày nay hay không, hay là nó chỉ còn trên danh từ. Các nhà sử học của Phật giáo chia thời kỳ của Phật giáo Ấn Độ ra làm thời kỳ Phật giáo nguyên thủy,
Nguyên thủy là thời kỳ mà nó còn nguyên, chưa có gì thay đổi đó. Tính từ thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật còn tại thế, kéo dài cho đến đâu? Kéo dài cho tới 100 năm hay là 116 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì gọi là thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. Bởi vì nó chưa chia cái gì, nó chưa có hình thái nào khác để thay thế cái hình đó, cái tình trạng đầu tiên là gọi cái thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. Giai đoạn thứ hai, từ 116 năm hay là 100 năm hay 116 năm cho tới hậu bán thế kỷ thứ hai, hậu bán thế kỷ thứ hai trước kỷ nguyên Tây lịch, hậu bán thế kỷ thứ hai trước kỷ nguyên Tây lịch gọi là thời kỳ Phật giáo bộ phái. Hồi xưa gọi thời kỳ này là Phật giáo tiểu thừa, từ này không chính xác lắm, bây giờ gọi là Phật giáo bộ phái. Phật giáo bộ phái có nghĩa là Phật giáo lúc đó chia ra 18 bộ hay 20 bộ phái. Cho tới hậu bán thế kỷ thứ hai trước kỷ nguyên Tây lịch xuất hiện một cái phong trào mới gọi là phong trào Phật giáo Đại Thừa. Đó. Nhưng mà sự xuất hiện của Đại Thừa không phải là chấm dứt thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo bộ phái. Có nhiều bộ phái sống rất dài, sống cho tới thế kỷ thứ tư, thứ năm sau Tây lịch. Và có thể là mấy Phật giáo bộ phái mới chấm dứt, không chấm dứt hẳn. Phật giáo Theravada, Theravada, chữ Vada có nghĩa là bộ phái, Thera là các vị trưởng lão, gọi là bộ phái mà của các vị lớn á, Theravada. Vada có nghĩa là bộ phái, Theravada. Bây giờ các vị dịch là nguyên thủy Phật giáo, chứ đúng nghĩa của nó Theravada, thượng tọa bộ. Theravada dịch đúng nghĩa là thượng tọa bộ. Và bộ phái đó được coi như là tách ra từ thời kỳ Phật giáo phân phái đầu tiên, kéo dài cho tới thời hiện đại. Đó, vẫn còn Theravada là Phật giáo thượng tọa bộ đó. Còn hình thức nguyên thủy, nguyên thủy ví dụ như hồi xưa Quán Y ăn bằng bình bát, ngày ăn một lần, còn giữ được cái này không? Còn giữ được đấy, à, giữ rất tốt. Các vị bên Thera Nam truyền Phật giáo giữ rất tốt. Đáp y ăn bằng bình bát, ăn ngày một bữa, còn giữ được không? Có chỗ được, có chỗ cũng lén lén rào. Được chưa? Đặc biệt trong đó là về giữ tiền. Bây giờ có giữ tiền không? Giữ tiền mà tiền được coi như là nguyên nhân của lần phân phái lần thứ hai, lần sau học tới. Thành ra nó cái tính chất gọi là nguyên thủy nó không còn nữa, mà nó còn Phật giáo bộ phái. Trở lại cái đó là đi trước một chút, rồi bài sau này sẽ trở lại. Đức Phật Thích Ca 29 tuổi đi xuất gia, 35 tuổi thành đạo. Cho rằng ngài 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh theo giáo lý của Bắc truyền, 19 tuổi là đi xuất gia rồi. Hai truyền thống khác nhau, và truyền thống của Nam truyền nó có sức thuyết phục hơn. Nghiên cứu về lịch sử Đức Phật á, Bắc truyền, Nam truyền. Bắc truyền cho rằng á, 19 tuổi Đức Phật xuất gia, được chưa? 19 tuổi. Nam truyền cho rằng 29 tuổi Đức Phật mới xuất gia. Cái này là xuất gia nghe. Xuất gia này. Bắc truyền cho rằng 5 năm tầm đạo, 6 năm cộng 6 năm khổ hạnh nữa thì ngài thành đạo là nhiêu tuổi? 31 tuổi đúng không? 30, 31 gì đấy. Ừ, 30 tuổi, 30, 31 gì đấy. Cho nên Đức Phật sống tới 80 tuổi. Thuyết pháp bao nhiêu năm? 49 hay 50 năm thuyết pháp. Ừ. Còn ở bên Nam truyền cho rằng ngài xuất gia 29 tuổi, vừa tầm đạo vừa khổ hạnh trong vòng bao nhiêu năm? 6 năm. Thành ra ngài thành đạo lúc 35 tuổi, nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi, thuyết pháp bao nhiêu năm? 45 năm. Ghi kịp không? À, không kịp thì coi người kế bên đi. Tôi nói có nhanh không? Tôi nói có nhanh không? Ghi nhiều nhiều vô về học.
Có cần nhắc lại không? Nữa người có người không, người lắc đầu người không cần. Vậy nghe lại là nó cũng đơn giản lắm, chứ không có gì. À, trong này có hai truyền thống khác nhau và bên truyền thống của Nam Truyền chinh phục nhiều hơn. Truyền thống của Bắc Truyền cho rằng 19 tuổi xuất gia, 17 tuổi lập gia đình rồi. Sớm không? Hồi xưa không có sớm đâu. Trong luật á, tôi đọc á, là người nữ á, là thập tam tần giá, 13 tuổi là đã có gia đình rồi. Tôi nói trời, 13 tuổi gia đình gì? À, cái này lấy chồng về dành ăn quýnh lộn, nhảy cò cò rồi phải không? Qua bên bển thấy con gái Ấn Độ đúng là 13 tuổi là nó bự lắm rồi. Nó đi học thì nó mặc đồ học trò, đồ đồng phục á. Tới chừng nó về thì nó là đứa con gái, mới 13 tuổi nó là con gái. To bự rồi, nó có bộ. À, thì thật đúng rồi, cái người Ấn Độ nó cái chủng người nó to con lắm. À, mà nó ăn á, thì cái đồ mà gọi là cái đồ mà mình bên Phật giáo Việt Nam, truyền thống Phật giáo Việt Nam không cho ăn nhiều hành hẹ tỏi nén rồi đó, là Phật giáo Việt Nam mà ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa không cho ăn. À, người Ấn Độ họ ăn cái đó dứa củ hành á, củ hành mà họ sắc ra lát tròn tròn, họ ăn giống như mình ăn dưa leo rồi. Cho nên xã hội nó lộn xộn hoài là tại ăn vào cái đó. Mình Phật giáo Việt Nam không cho ăn mấy cái đó phải không? Củ hành á, mình vô vào trong quán mình kêu một dĩa xà lách, thì xà lách không phải là cải xà lách đâu, xà lách là cái món rau trộn đó. Đúng ra cái nghĩa của xà lách là cái món rau trộn, thì họ đem rau trộn ra là gì, là củ hành đỏ đó, họ sắc từng lát làm cho một dĩa như vậy, để thêm mấy trái ớt nữa gọi là xà lách đó. Là họ ăn củ hành ăn ghê, củ hành á họ ăn nhiều. Chứ không phải như mình trong chùa là cấm mấy đó, không có, họ ăn nhiều. Cái người dân Ấn lúc mới qua đó tôi đi xe buýt không có được, leo lên là leo xuống ngay. Tại vì họ có cái mùi đặc trủng của họ đó, leo lên là leo xuống ngay, không thể nào đứng trên xe buýt được. Qua bên Đức có cái chị đó, người Việt Nam mà quen cái chị đó, Phật tử hồi đó đây. Vậy qua bên Đức chị nói cái nhà nào mà người Ấn ở thì người sau không có thuê đâu. Tại vì cái nhà của họ có cái mùi đặc trủng của người Ấn ấy, in trong vách tường luôn rồi, khó ở. Cái mùi của họ, cái mùi hôi của họ. Nói như thế mình nghe mùi người ta nghe mùi mình không? À, có đấy, tại vì mình ít quá. Qua bên Nam Hàn cũng thế, người dân Nam Hàn họ ăn cái gì đó, họ ăn kim chi nhiều quá. Qua bên đó đi đâu cũng nghe mùi kim chi, ăn kim chi nhiều. Đi qua bên Nam Hàn họ mời qua bển dự hội nghị nữa. Làm việc 4 ngày đi chơi 3 ngày đó là quen mùi kim chi luôn. Nó nặng mùi kim chi quá. Không biết dân mình ăn cái thứ gì mới nó nặng cái mùi gì. Theo giáo lý của Bắc Truyền, 17 tuổi lập gia đình rồi, 19 tuổi đi xuất gia, 5 năm tầm đạo riêng, 6 năm khổ hạnh riêng. Thành ra là lúc mà ngài thành đạo là 30-31 tuổi, nhập Niết Bàn 80 tuổi. Cho nên nói là 49 năm thuyết pháp. Theo giáo lý của Nam Truyền, 29 tuổi ngài mới đi xuất gia. À, vừa tầm đạo vừa khổ hạnh. Đến năm 35 tuổi thì thành đạo và tịch nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi, cho nên tính là 45 năm thuyết pháp. Được chưa? Trong khoảng thời gian ngài đi học đạo đó, nhiều thứ xảy ra. Trong đó được ghi lại có hai vị đạo sư, một là Alara Kalama, hai là Udaka Ramabutta. Hai vị thầy mà Đức Phật học với hai vị thầy đó, Alara Kalama. Đọc sao ghi vậy? Ghi trên này nhiều quá rối không? Ghi không? Ghi ha. Alara Kalama Udaka Ramabutta. Mà đã ghi rồi mai mốt hỏi là phải ghi đúng à. Ghi sai là trừ điểm các anh chị ơi. Bây giờ là không ghi à? Alara Kalama Udaka Ramabutta. Đó bây giờ ngồi sao, khoái ngồi sao phải không? Hối hận không kịp phải không? Nhìn chữ U mà dưới thành chữ E thế bà. Hai vị này được coi, được sách sử ghi lại là hai người mà Đức Phật có đến học. Và khi học xong rồi thì Đức Phật Thái tử Siddhartha xin đi từ giả chào thầy đi học, trong khoảng thời gian thực hành những pháp môn
cái phương pháp thiền định của hai vị này Đức Phật Thái tử Siddhartha thực hiện được. Rồi hai vị này mời thôi đừng có đi, ở lại đây đi, rồi chia đồ chúng ra để mà dạy. Rồi cuối cùng Thái tử cũng đi, tại vì những phương pháp của họ cũng không đạt đến giải thoát tuyệt đối được, cho nên Đức Phật từ giả ra đi. Khổ hạnh cũng thế, Đức Phật khổ hạnh nhiều lắm. Khổ hạnh Đức Phật tuyên bố rằng: này các thầy tỳ kheo, nếu nói về khổ hạnh, Đức Như Lai là người khổ hạnh bậc nhất. Tất cả được ghi lại trong kinh điển, từ chuyện sanh ra, chuyện Đức Phật lập gia đình, Thái tử lập gia đình, rồi đi xuất gia thế nào, sách sử ghi lại rất đủ. Quý vị có thể đọc cái cuốn lịch sử Đức Phật Thích Ca của Hòa Thượng Nguyên Hiệu Trưởng, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì trong đó Ngài trích từ kinh ra, kinh điển của Nam Truyền, trích từng khúc ra rất hay. Nếu mà đọc cái kiểu tiểu thuyết giải sử đó, đọc tiểu thuyết Đức, cuộc đời của Đức Phật mà tiểu thuyết hóa lên, thì quý vị có thể đọc Ánh Đạo Vàng của tác giả Võ Đình Cường, hay là đọc một cuốn mà nó thu hút nữa là Đường Xưa Mây Trắng. Trong đó thầy Nhất Hạnh đã thi vị lại, rồi tiểu thuyết lại cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Còn nếu đọc trong chính sử cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, đọc theo chính sử, đọc cái cuốn của Thích Minh Châu, tác giả Thích Minh Châu, Ngài người vị tôn túc mà lập ra cái trường này nè, là trong đó là đầy đủ chính sử. Còn đọc Võ Đình Cường Ánh Đạo Vàng là đã tiểu thuyết lại rồi. Nhất là cái cuốn gọi là gì đấy, Đường Xưa Mây Trắng đó, bây giờ muốn dựng thành phim nữa mà. Trong đó ghi rất là kỹ, ví dụ như là khi Đức Phật sinh ra, trước khi Đức Phật sinh ra, tiên Asita ngồi thiền ở trên núi Himalaya, nghe được tiếng chư thiên hát, tiếng chư thiên ca ngợi một bậc thánh nhân ra đời. Thì ông nghe cái tiếng, trong thiền định của ông nghe được cái tiếng hát, rồi ông mới đi xuống, ông tìm, ông coi đó, ông gặp được Thái tử lúc đó còn nhỏ, mới có sanh mấy ngày, Thánh mẫu Mahamaya bồng ra để mà cho Ngài coi cái tướng đấy. Coi tướng, diễn tả cảnh Đức Phật sinh ra cũng ghi đầy đủ: Bồ Tát từ thai mẹ bước ra, dũng dạ uy nghi như vị pháp sư trên pháp tòa bước xuống, trang nghiêm chói sáng như viên ngọc đặt trên tấm vải xứ Kashi. Lụa Kashi là nổi tiếng từ xưa cho tới bây giờ. Tới bây giờ vải Kashi cũng, vải Kashi là vải Varanasi đó. Bồ Tát từ thai mẹ bước ra, dũng dạc uy nghi như vị pháp sư trên pháp tòa bước xuống, trang nghiêm chói sáng như viên ngọc đặt trên tấm vải xứ Kashi. Diễn tả cảnh Đức Phật sinh ra. Diễn tả là giống như là pháp sư trên pháp tòa bước xuống. Sau này các bộ phái Phật giáo tranh luận là lúc ở trong bụng mẹ Ngài cũng đang nói pháp cho chư thiên nghe. Tại vì thành ra là từ giống như pháp sư trên pháp tòa bước xuống. Diễn tả cả cảnh Đức Phật sinh ra, diễn tả Đức Phật, trong kinh ghi lại cảnh mà Đức Phật khổ hạnh cũng thế, ghi rất là kỹ. Đức Phật diễn nói về cái phương pháp mà nhịn thở. Đức Phật nhịn thở, nhịn riết, nhịn phải thở ra, nhịn riết đấy, Ngài nói là nó đau đớn giống như là người lực sĩ mạnh cầm nắm lấy đầu tóc và dùng cái thanh kiếm bén cắt ngang, đau đến nơi cỡ chừng đó. Trong kinh Đại Kinh Sư Tư Hống có ghi lại cảnh Đức Phật mà khổ hạnh là sống ở trong rừng không nhìn thấy người, rồi ghi lại cảnh Đức Phật Ngài thực hành khổ hạnh không đi bằng hai chân, đi bằng bốn chân, rồi không ăn cơm, ăn luôn cả phân bò đó, để thực hành những cái pháp khổ hạnh đó. Rồi sau này thực hành cái pháp khổ hạnh là nhịn ăn, ăn một ngày một hột mè, một hột gạo, nhịn ăn ốm ốm nhom. Bây giờ tới còn tạc lại cái tượng mà Đức Phật mà khổ hạnh mà ốm đó: này các thầy tỳ kheo, vì ta ăn quá ít cho nên hai con mắt của ta nó trũng sâu vào như hai cái giếng. Này các thầy tỳ kheo, vì ta ăn quá ít cho nên tóc lông của ta nó rụng hết. Này các thầy tỳ kheo, vì ta ăn quá ít cho nên tay chân của ta nó giống như những cọng cỏ đắng hết thịt rồi, da bọc xương. Này các thầy tỳ kheo, vì ta ăn quá ít cho nên xương bàn tọa của ta nó giống như móng con lạc đà. Này các thầy tỳ kheo, vì ta ăn quá ít cho nên khi xương sườn của ta nó phô bày đó, đếm từng cây được vậy. Này các thầy tỳ kheo, vì ta ăn quá ít cho nên khi rờ vào bụng ta nắm lấy cuộc sống, không còn cái gì trong đó nữa. Này các thầy tỳ kheo, vì ta ăn quá ít cho nên khi ta đứng lên té ngã úp mặt xuống, còn sức lực nữa không? Hết.
Này các thầy tỳ kheo, nếu nói về khổ hạnh, Như Lai là người khổ hạnh bậc nhất. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng từ giả cái pháp khổ hạnh, không đưa tới giác ngộ giải thoát được, không đưa đến ánh sáng trí huệ được, cho nên ngài từ giả, không thực hành pháp môn khổ hạnh nữa. Đức Phật nói về khổ hạnh, ngài diễn tả cách khổ hạnh. Đấy, khổ hạnh là tới cỡ chừng đó, ta bị đói chút xíu là thấy khó chịu phải không? Có những người đói quạo, có không? Đói quạo cái này cái bản năng nó sống nhiều quá. Đói thì thức ăn mà làm trễ là do cái lý do gì đó. À, có khi là bắt nồi cơm rồi. Có không? Có đấy, nhất là mấy chị có khi lăn xăng quên bật cái nút xuống, đồ ăn nấu xong hết rồi. Tới chừng dở cái nắp cơm ra chưa có cơm. Tại vì quên bật cái nút. Bây giờ là nấu bằng điện rồi, nó quá dễ rồi. À, nó cũng còn những cái mà nó còn sót lại phải không? À, chưa nói tới cái chuyện mà chúng ta học theo đạo giải thoát mà ăn thì phải có ớt ăn mới được. Cơm thì phải nhão nhão chút ăn mới được. À, rồi phải có cái này, phải có nước tương ăn mới được. Mình phụ thuộc quá nhiều. Nói đạo giải thoát mai mốt rồi về Phật Di Đà cũng hơi cực. Không biết bên bển này, nghe có nào nó ăn cơm không, hay là có ăn ớt gì bên nước tương được không, hay là chết thì nhớ đem theo mớ. Mà không lẽ ăn ớt cái đó rồi trở lại phiền hà ghê. À, gọi là tập khí nghiệp đó. Học đạo giải thoát, nói giải thoát cái gì, chờ chết rồi mới giải thoát à? Chờ chết giải thoát thì nó lâu quá. Rồi chết rồi ai biết chuyện đó xảy ra. Về bên kia thì nói mềm mềm là giảng sanh rồi. Mới chết 6-7 tiếng đồng hồ sau nó cứng hay nó mềm? Lúc đầu nó cứng, rồi một chập rồi nó mềm, thì nói là mềm lại là giảng sanh. Giảng sanh hay là bắt đầu sinh tới rồi đây? Giảng sanh hay là nó bắt đầu nó cái giai đoạn nó sinh á? Còn nói giải thoát, Phật dạy, lời dạy của Đức Phật thực hiện tại đây. Còn nếu chờ để chết để giải thoát, ai tin cái vụ đó? Thì tin cứ tin là lòng tin mà. Nếu giải thoát thực hiện theo lời dạy của Đức Phật, giải thoát tại đây nè. Mình giữ giới ở đây, tu tập theo lời dạy Đức Phật là giải thoát tại đây. Ví dụ như Đức Phật dạy năm giới, phải chưa? Mình giữ giới, giữ giới không uống rượu, giải thoát cái gì? Đức Phật cho rằng giới của ngài đó là biệt giải thoát, là bảo giải thoát. Giữ giới nào giải thoát giới đó. Nghe nó hơi kỳ kỳ. Giữ giới mà giải thoát là giải thoát sao? Mình nghe nói giữ giới là thấy nó ngăn cấm rồi, đúng không nào? À, có cấm này cấm kia, giới mà Phật nói là giữ giới nào giải thoát giới đó. Giới của Đức Phật được gọi là bảo, được gọi là biệt giải thoát. Biệt giải thoát, giữ giới nào giải thoát giới đó. Bây giờ nhìn cái ông xe rượu à, nhìn cái ông xe rượu là ông đi chân nam chiều đi đâu chó sủa tới đó, nút áo thì nút trên, nút dưới, dép thì mang chiếc kia, mấy ông xe rượu á, thì nhờ giữ giới của Đức Phật mình thoát khỏi cái gì đây? Thoát khỏi cái cha này nè, đúng không nào? Thoát khỏi cái cảnh đó, thoát khỏi cái hệ lụy do rượu tạo ra. Uống rượu có khi bình thường thì hiền khô à, nhưng rượu vô ba chung rồi cái bắt đầu là chửi bới hay là nói những lời bình thường không có. À, rồi có cái bài báo viết về tâm lý người uống rượu như thế nào đấy, uống rượu chứ đâu phải uống cái nước gì. À, mất trí huệ cái chừng đó. Đức Phật cấm, cấm không phải cấm uống rượu. Đức Phật cấm những thứ thức ăn thức uống nào khi mà chúng ta sử dụng nó thì mất cái tự chủ đi, làm cạn mòn trí huệ, làm mất cái tự chủ là Phật cấm. Chứ không phải Phật cấm rượu thì được uống bia. À, rồi Phật cấm rượu thì được quyền chích xì ke. Những thứ nào thức ăn thức uống mình sử dụng, những thứ nào mà nó mất tự chủ, nó làm cạn mòn trí huệ của chúng ta đi, cái thông minh, cái gọi là cái sáng suốt đi, thì Đức Phật cấm. Tất cả những hình thức intoxicant là những thứ làm như làm cho mình mất tự chủ thì Phật cấm, chứ không phải là chỉ Phật cấm rượu rồi mình uống bia tào lao. Phật cấm bất cứ những thứ thức ăn thức uống mình sử dụng, cái thứ nào mà nó làm cho mình mất tự chủ đó là cấm. Thì mình giữ được giới nào giải thoát giới đó là vậy đó. Bây giờ mình giữ cái giới không uống rượu thì mình sẽ thoát khỏi cái cảnh nhìn cái ông đó, ông đi tới đâu mà chó rượt theo sủa tới đó, quần áo thì dơ hay chân nam đá chân siêu,
À, chừng nam đá chân siêu rồi nút cài không được, rồi đi dẹo qua xẹo lại, rồi chửi bới miệng mồm nói năng lung tung, không cái đầu không đuôi gì hết trơn, đúng không? Chỉ có khúc giữa thôi. Thật là mình thoát khỏi vậy đó. Giữ giới không nói láo. Mình giữ giới không nói láo. Cái dễ thấy nhất là tôi thưa với quý vị là mình nói đã đời những người nghe của mình á. À, nghe hỏi có thiệt không á? Mình nói đã đời, bữa nay tôi đi tôi thấy cái này thấy cái kia, hay là nghe nói có thông báo này, nói cho đã đời cái người nghe của mình á, những người nghe hỏi có thiệt không đó cha? Vậy là cái ông này hồi nào giờ nói láo nhiều nè, tao không tin, cho nên tao mới nói như thế. Giữ giới không không tà dâm, trước nhất là bảo vệ hạnh phúc gia đình. Trên báo, trên chí hay là xã hội chúng ta thấy ông ăn cả mà cứ bắt bạn trai là không được rồi, thế nào cũng có lộn xộn thôi, mất hạnh phúc gia đình, gây rối tùm lum. Giờ là thấy thì cái đó là bảo vệ cho chính ai? Cho chính đứng mình trước. Nói láo, nói dối, nói lời không thiệt, nói hai chiều, đâm bị thóc, thọc bị gạo rồi là cấm hết. Trong đó ngài dạy là nếu không nói sự thật được thì nên im lặng. Đó là tốt nhất. Nếu không nói được sự thật thì nên im lặng, giữ sự yên lặng cao quý. Chứ không nên nói khác đi. Nói thì dạ thưa rồi nghe ngon lành lắm, về cũng vậy. Chứ không rồi gọi là nước đổ đầu vịt á, nước đổ lá khoai, nước đổ lá môn. Uống rượu, đó là những cái giới này quý vị thấy. Những cái giới mà Đức Phật cấm cho người Phật tử tại gia đó, giữ giới nào thoát khỏi giới đó. Không sát sanh. Sát sanh nói cao cấp nhất là gì? Giết gì? Giết người. Thấy giết người là thấy xong rồi. Đó, đọc mấy cái bài báo giết người gì đâu mà giết 6 người, giết cả gia đình người ta. Rồi có ăn năn ăn lát gì được không? Cái này cầu cạp vừa khô chứ ăn năn ăn lát gì. Năn lát nó nhỏ lắm, củ sắn hay là vừa khô vậy đó. Lúc này ăn năn gì nữa? Luật pháp cũng không công nhận. Có gọi là cái tính cao cấp nhất để mà tước bỏ mạng sống là để trong xã hội thì nguy cho xã hội quá. Cần phải tước bỏ mạng sống của người này để bảo vệ xã hội, an toàn cho xã hội. Tại vì cái ác tính nó quá cao rồi. Người ta không chịu tha thứ. Rồi mà tha thứ thì xã hội nó gầm lên, nó lên tiếng ngay, nó không chịu. Thành ra cao cấp nhất là giết người. Sát sanh á. Rồi sau đó kêu gọi là thú vật cũng được bảo vệ, đúng không? Ngày nay là ăn chay thì nhiều đấy. Thế giới Tây Phương họ cũng ăn chay, nhưng họ không ăn chay để là ăn chay theo lòng tin tôn giáo, mà họ ăn chay để bảo vệ sức khỏe. Họ ăn chay là bảo vệ sức khỏe nhiều hơn là ăn chay lòng tin tôn giáo. Còn nói về yêu thú vật, yêu động vật á, tôi qua bên Úc á, họ ghi mấy câu rất là hay. Họ nói rằng họ thương con chó cưng của họ lắm, thương con thú nuôi của họ lắm, nhưng họ quên rằng mỗi một ngày họ nuốt bao nhiêu con khác. Mình thương con chó cưng của mình lắm, mình thương con mèo, thương cái con vật nuôi của mình lắm, nhưng một ngày mình ăn bao nhiêu con thứ khác, bao nhiêu con khác. Họ nói nhiều câu rất hay. Cái chỗ mà bảo vệ động vật á, bây giờ là có cái giống như cái ủy ban là bảo vệ động vật, giết con này con kia nhiều quá họ không chịu đó, họ tranh đấu, họ không cho giết con này con kia. Người đời họ còn làm thế. Chúng ta nên tập ăn rau củ. Nghiên cứu về nhân chủng học họ cũng nói loài người là hàm răng bằng là cái loại ăn rau củ mà. Sau này không biết có con thú nào chết cháy bốc ăn thấy ngon ngon, từ đó sanh tật vậy bà. Là người là ăn rau củ, nhưng mà còn sót lại hai cái răng nanh phải không? Hai cái trên dưới để dành cắn xương cắn gì đấy. Đó, thì mình nên ăn chay, không phải để thành Phật. Nếu ăn chay thành Phật thì con bò nó thành rồi, tại nó ăn chay lâu quá mà. Ăn chay không phải để thành Phật. Ăn chay không phải để thành Phật, nhưng mà người tu Phật nên tập ăn chay. Thể hiện lòng từ bi. Thể hiện lòng từ bi nên tập ăn chay. Ăn chay trường, ăn chay kiếp gì đó. Có tôi hỏi ông, nghe Phật tử hỏi ông thầy đó, ông thầy ở chùa Bình Kim, thầy nhỏ nhỏ ba mấy tuổi. Phật tử hỏi ông thầy ăn chay trường hay là ăn chay kỳ. Ông nói ăn chay kiếp. Nói ăn chay kiếp sao? Kiếp này ăn chay, còn kiếp sau chưa biết. Kiếp lần sau thầy.
tập ăn chay để thể hiện mình gọi là cái tình thương động vật đó. Có lâu ngày mình quên mất đi, quán tưởng lại cái bụng của chúng ta giống như một cái nghĩa địa mà nó chứa trong đó, nhớ lại hồi xưa giờ nuốt bao nhiêu thứ con vô trong đó, đủ thứ. Nếu mà tính ra là cái nghĩa địa 7000 ngôi mộ vẫn còn thua cái bụng của mình, đúng không? À, trời quá đất, ăn con thú, ăn con này con kia. Quý vị có coi cái cuộc phiêu lưu của Odyssey thì trong đó là ông lạc vô cái thế giới người khổng lồ, người khổng lồ một mắt á, thì cái ông, mấy ông khổng lồ lùa cả cái đoàn người của Odyssey đi trên biển mà tấp vô cái hòn đảo người khổng lồ, không lùa cả cái đoàn người vô trong cái hang đá, lấy cục đá lắp lại, mỗi ngày bốc ra hai người nướng ở trên lửa này ăn. Thì cũng như thế, mấy cái con thú nó thấy mình cũng vậy đó. Bây giờ có cái cách nấu nướng như thế nào mà con thú nó, con vật nó chưa chết thì đã ăn rồi, có đó. Thì nó cũng vậy, nó cũng còn nhìn chừng chừng mình được. Giống như hồi xưa mà mấy ông khổng lồ mà trong cuộc phiêu lưu của EDC đó, là bắt hai người nướng nướng trên lửa xong ăn luôn, kẹp vô mấy ngón tay này. Thì bây giờ mình nướng mấy con thú mà mình, con cá con gì ăn mà nó còn sống đấy, cũng ăn đấy đó. Thì nó cũng giống giống như hồi xưa mà tưởng tượng cảnh Odyssey, người của Odyssey bị mấy ông khổng lồ ăn cũng thế. Mấy con thú nó nhìn mình giống như người khổng lồ, đúng không? Ăn nó dùng vũ lực, nó giật dưỡng nhân. Con thú phải cho mình ăn, giật dưỡng nhân. Chạy vô rừng, đi vô rừng bị cọp ăn thì nó nhân dưỡng giật. Hay là lọt xuống sông vậy, cá nó rỉa thì nói chuyện đó nói làm sao? Nhân dưỡng cá. Nói như thế là không hợp lý. Ăn chay không phải để thành vật, nhưng mình nên cố gắng ăn chay. Tu hành để được cái gì? Gần đây có cái phong trào mà có cái ông đó, ông tu mà ông ngủ ngồi với ăn trái cây không, ông ăn cơm, thì ông đó đáng tội nghiệp hơn là đáng theo hay đáng trách. Tại ông tu mấy chục năm trời để được cái gì? Được cái ngủ ngồi với ăn trái cây, thì ông thua con khỉ thuốc à. Con khỉ nó ngủ ngồi với nó ăn trái cây không à. Tu mấy năm để được cái kết quả gì, cái trí huệ gì, chứ không phải tu mấy chục năm để được cái phương pháp là ngủ ngồi với ăn trái cây. Con khỉ nó không cần tu, nó cũng ngủ ngồi với nó ăn trái cây. Mình tu hành để được theo thực hành theo lời Phật dạy, để được cái trí huệ gì trong đầu nè, chứ không phải để những cái đó. Để được mấy cái đó thì nó quá là lỗ. Mất mấy chục năm để được cái đó thì nó lỗ lã quá, được chưa? Nói về Đức Phật khổ hạnh, nói về Đức Phật sanh ra đó, nói sơ sơ vậy thì có thể. Điều quan trọng tôi muốn nói với quý vị trong bài học hôm nay là gì? Còn bao nhiêu phút nữa? Còn 30 phút nữa phải không? Trong đó có diễn tả Đức Phật trong sách sử ghi lại là Ngài có 3 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Một là đỉnh đầu, đầu của Đức Phật ở trên này thịt nó nổi vung lên, đẹp. Hai là bạch hào, là giữa hai chặng mày của Đức Phật có mấy sợi lông trắng. Một đỉnh đầu nó thịt nổi luôn đó. Hai là bạch hào lông trắng, lông trắng giữa chặng mày. Ba là cái tròng mắt của Đức Phật á, đen trắng phân minh. Bốn là lông nheo của Đức Phật nó dài giống như con châu chúa đó. Năm là cái bắp dế của Ngài nó giống như bắp dế con nai. Sáu là cánh tay Ngài của dài, nó cánh tay ngặt quá gối. Bảy là cái bàn tay á, là nó có cái màng đó. Bàn tay nó có cái màng và mấy cái ngón tay nó bằng nhau, thấy chưa? Rồi chính là cái mặt Phật tròn như trăng rằm. Đại khái là 32 tướng tốt. Chân của Đức Phật rồi cái lưng bằng chân nó vung lên đẹp. Chừng mấy đứa nít nó vung lên nó tròn đẹp ha. Chân bằng chân của Đức Phật nó vung lên đẹp, bằng tay ngón nào ngón nấy nó dài mà nó nhỏ bên trong, gọi là Phật thủ mà nhỏ nó dài ra đẹp. Rồi cái mặt, rồi cái lỗ tai của Đức Phật nó dài. Trên ngực của Ngài là có cái chữ vạn, đó chưa? Đó, rồi cái bàn chân nó cũng vung lên, ở dưới lòng bàn chân nó bằng phẳng chứ nó không có hõm như chúng ta. Đại khái là Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trong đó có cái tướng là hào quang của Ngài lúc nào nó cũng sáng ra được cả 3 thước, một tầm nếu theo tầm của Việt Nam miền Tây là 3 thước 2, 3 thước 3 là cái ánh sáng nó hực ra. Tay dài quá gối, mặt tròn đẹp như trăng rằm. Đó, thì đó là 32 tướng tốt của Đức Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Được chưa? Thường quý Phật tử đọc kinh có nghe nói cái này phải không? Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quý cô đọc sách có nghe nói cái đó không? Hả? Không nghe à?
Tôi muốn thưa với quý vị là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó là văn hóa của Ấn Độ. Như thế, cho như thế là đẹp. Không phải chỉ Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Là các ông thần Bà La Môn hồi nãy tôi nói đó, thì thần Phạm Thiên, thần Brahman là không có hình thể, no form, không có hình thể. Thần Vishnu, thần Shiva, những vị thần cao cấp á của Bà La Môn đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không phải riêng Đức Ca không. Đó, văn hóa Ấn Độ, một bậc đại nhân thì phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. À, cho nên khi mà tiên Asita nghe được tiếng hát của chư thiên, một bậc vĩ nhân ra đời, cho nên ông coi tướng của thái tử, coi có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống như ở đã ghi hay không. Tiên Atida đó, tiên Asita đến coi tướng cho thái tử, biết này không, biết cái vụ này không? À, có đến xem, và xem là xem xong đủ 32 tướng rồi, ông quỳ xuống ông lại, ông cười và ông khóc và ông lại. Thì Vô Tình Bạn mới hỏi có điều gì mà xấu không, mà sao ông khóc? Ông nói ông khóc là tại vì ông tiếc ông già rồi, không còn sống đủ thời gian để nghe cái vị thái tử bé này lớn lên sẽ thành đạo nói chuyện. Thì ông vui là nhân loại có người là sẽ dạy cho những cái điều hay để mà thực hiện. Rồi ông đảnh lễ dưới chân đại khái tiên Atida, tiên Asita. Thì ông đến để ông coi có đủ 32 tướng tốt không, 80 vẻ đẹp không. Trong ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là có cái tướng là Đức Phật có 40 cái răng. Chúng ta có 30 mấy cái? 32, sau này lớn lên có thể mọc 1, 2 cái răng răng khôn đó thì được 32, 33, 34 gì đấy. Tôi được 34, mọc thêm 2 cây, mọc lượng hành nóng lạnh luôn. Đại khái. Còn Đức Phật đến 40 cái răng, là răng của Ngài nhỏ, nó đều, nó đẹp, 40 cái. Đấy nha. Đó. Rồi sau này cũng có ví dụ như Kinh Ambattha, thì Bà La Môn Ambattha nghe đồn Sa-môn Gotama là một bậc đại nhân, rồi Ambattha đến để nhìn Đức Phật coi có đủ 32 tướng tốt không. Trong đó có cái tướng lưỡi của Ngài là đụng lên tới trán được, le ra đụng lên tới trán được, thì ông đến để ông coi có Đức Phật có đủ 32 tướng không. Và Đức Phật phải dùng cái thần dùng cho một mình ông thấy là Ngài đưa cái lưỡi lên đụng tới trán. Và cái tướng Mã Âm Tàng, Mà Âm Tàng là cái nam căn của người nam đó, thì khi mà đi tiểu thì này nọ nó mới ra, còn bình thường thì nó rút vô bên trong. Cái tướng Mã Âm Tàng đó giống như của con ngựa, ngựa chúa đó, thì khi nào mà tiểu gì đó thì cái nam căn nó mới có, rồi bình thường thì cái nam căn nó thụt vô bên trong. Nói như thế hiểu chưa? Đó, thì bây giờ ý tôi muốn nói cho quý vị nghe nè, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là theo văn hóa Ấn Độ. Văn hóa Ấn Độ cho rằng như thế là tướng của bậc đại nhân. Ví dụ như trên ngực của Đức Phật có cái chữ vạn, thì không phải riêng Đức Phật có chữ vạn. Nigantanatabutta, Ni Kiền Tử, cái tượng của Ni Kiền Tử cũng có chữ vạn. Tượng của thần Vishnu, thần Shiva đều có chữ vạn hết. Cái dấu chữ vạn trên ngực tượng trưng cho dấu hiệu kiết tường, tốt lành đó. Nguyện Ngài an lành, cái dấu hiệu an lành. Mà không phải riêng Đức Phật có, tất cả các tôn giáo của Ấn Độ, thì Na giáo, Bà La Môn giáo, những người được coi là đại nhân đều có cái chữ dạng hết, chứ không phải riêng Đức Phật. Nigantanatabutta, Ni Kiền Tử đó cũng được cho rằng là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, quý vị nên nhớ, đó là tượng trưng ước lệ. Như thế là đẹp. Nó có phần lý tưởng, nó không có phần hiện thực. Ví dụ như ngón tay chúng ta, có cái ông hề đó, ông hát là ngón vắng ngón dài á, bàn tay có ngón vắng ngón dài, ngón đeo nhẫn, ngón chỉ đường đi, ngón chét môi chét má gì đó, đại khái nó có ngón vắng ngón dài. Còn bây giờ quý vị thấy cái ngón, năm ngón mà nó đều nhau đẹp nổi không? Tay thì tay dài đấy, tay dài như cái chị gì chỉ bơi lội mà thiên hạ ca ngợi chỉ nhiều đấy. Mà chỉ còn một cái thần tượng chỉ là cái tay của cái anh chàng nào Mỹ đó dài hơn của chị một chút nữa. Thì tay như thế đã là dài, tay dài quá gối đi, đẹp không? Tay dài quá gối, đẹp không? Không đẹp à. Mặt tròn như trăng rằm. Cái mặt tròn do vậy đẹp không? Đẹp không? Đó là tượng trưng ước lệ. Tôi muốn nói với quý vị là tượng trưng ước lệ.
Tại vì đêm trăng rằm đẹp á, đêm trăng rằm thì đẹp lắm. Nó đẹp là cả cái bầu trời trong xanh cảnh, và khi có mấy con cò gì nó bay về đêm, hay là mình ngồi đó mình thưởng thức cái đêm trăng rằm thì nó rất là đẹp. Ở xứ sở nào cũng diễn tả trăng rằm đẹp, mực mặt Đức Phật đẹp như đêm trăng rằm, chứ không phải mặt ngài tròn do như cái gì, nhớ chưa? Đó, tượng trưng ước lệ. Ví dụ như Việt Nam hồi xưa mình có tượng trưng ước lệ không? À, mài tầm mắt phượng gì đấy, cái kiểu hồi xưa đó. À, mài tầm hay mài ngài? Mài ngài, mài ngài, ngài là cái con gì? Ngài khác, tầm khác à. Tầm ngài là giống như con bướm phải không? À, à, tầm là giống như con sâu, đúng chưa? Ta nuôi tầm về tới đấy. Thì bây giờ quất nguyên con sâu hay con bướm lên đây đẹp không? Hả? Đẹp nói không? Cái đó là tượng trưng ước lệ, có nghĩa là hồi xưa cho rằng mài đậm á, mài mài tầm là mài nó đậm thì đẹp. Rồi sau này là mài lá liễu, nhổ ngồi đó nhổ riết chừng nào cho nó nhỏ chéo thì nó đẹp. Thế chứ mài lá liễu rồi nhổ riết thì rồi nó chùi lũi luôn rồi bắt đầu đi xăm vô. Có không? Có không? Ha ha. Đó. Đó, miệng cũng thế. Mình quan niệm, cái quan niệm theo thời đại nó đổi thay không? Đổi thay đấy. Đàn ông miệng rộng thì sao? Đàn bà miệng rộng. À, hồi xưa cho rằng đàn bà miệng rộng ta hoang cửa nhà, nó đã đổi rồi. Đàn ông miệng rộng thì sao? Đàn bà miệng rộng cũng sang như thường. Coi mấy chị hoa hậu miệng bà nào nhỏ không? Nhất là hoa hậu thế giới đó, miệng cứ bằng là cái gì đó. Tóc em dài em cài hoa thơm ngát đó, miệng em cười mà tát hoác tới mang tay. Mấy chị hoa hậu có chị nào miệng nhỏ đâu, đúng không nào? Miệng to to không à. Qua bên Ấn Độ mới thấy đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Qua bên bển coi mấy chị Ấn Độ, hồi còn con gái thì phải nói đẹp lắm. Tôi đi học mà mấy chị mà học gần khoa Trung Hoa đẹp đến nỗi tôi không dám đi ngang. Thấy chị ngồi đó tôi đi lấy đường khác đi, không dám đi ngang mặt luôn, sợ. Đẹp quá đẹp. Không biết chư thiên thì đẹp cỡ chừng nào. Trước khi đi Ấn Độ coi phim Tây Du Ký thấy mấy nhện nhện rồi thấy nó đẹp rồi. À, qua bên bển là nhện nhện ở lại, nó còn hơn nhện nhện nữa. Đẹp đến nỗi mà sợ không dám đi ngang. Thấy ngồi đó đi chỗ khác, đi đường khác không dám nói chuyện. À, họ đẹp lắm. Người Ấn không biết là chư thiên thì đẹp như thế nào, thấy người nữ phụ nữ Ấn Độ thì nó đẹp lắm. Tất cả là tượng trưng ước lệ hết á. Mài tầm tượng trưng ước lệ, mặt cũng tượng trưng ước lệ. Nói là nói tượng trưng ước lệ thôi, chứ không phải là tìm một người mà bây giờ mình thử mình tạc tượng Đức Phật mà giống như 32 tướng nó diễn tả, đẹp nói không? Đẹp nói. À, Đức Phật mà mạng tay này có mạng mà vơ mũi rồi là sướng lắm, vơ là không bao giờ thoát được ha. Vơ nga tay mà dài quá gối nữa, muốn lấy cái gì đâu cần nha, còn cái tay là dài quá gối. Bây giờ có cái phim cái ông gì mà ông cái tay cái phim cái tay cũng như thòn, đẹp nói không? Không. À, tượng trưng ước lệ thôi. Hồi xưa là cho như thế này là đẹp, bây giờ là cái quan niệm nó đã đổi thay rồi. À, ví dụ như là hồi xưa coi nói là con nhà đoàn hát đồ này nọ đó gọi là sướng ca vô loại. Những người mà theo cái nghiệp hát hò đó thì không được xếp trong xã hội loại nào hết chứ, là bị coi thường. Bây giờ là sướng ca là loại một, đúng không? Mấy cái người mà ca sĩ đang trường bằng lòng bằng kiều với mấy người đó họ giàu ghê lắm, phải không? Sướng ca là loại một chứ không phải giỡn đâu. Quan niệm nó đã đổi thay. Văn hóa Ấn Độ cho rằng như thế là đẹp, 32 tướng tốt là đẹp, tất cả đều là gọi là tượng trưng ước lệ đó, chứ không phải là đòi hỏi và có thiệt 100%. Tiên Asita đến coi tướng cho thái tử lúc đó là mới có 7 ngày à. 7 ngày mọc đủ 40 cái răng hay sao? Ông Asita ông dạch họng ra ông khám mà được 40 cái răng à? Tại vì trong 32 tướng tốt có cái tướng 40 cái răng. Có không nè? Không lẽ giờ cậu bé mới sinh ra bác hạ ông ra đếm hả? Xịt đèn pin cho đếm đủ 40 cái răng à? Tôi không tin. Đó, chưa có răng làm sao đếm đủ 40 cái. À, mà làm sao mà nói là đủ 32 tướng tốt phải có cái tướng 40 cái răng. Ừ, đại khái. À, ngón tay, tay của ngài dài quá. Quý Phật tử thấy nè, quý vị thấy Phật giáo cái tính mà hội nhập của Phật giáo rất cao. Phật giáo ở Ấn Độ giống như
Phật giáo truyền qua Campuchia, cái tượng Phật của Campuchia giống người Campuchia, Cambodian, từ Campuchia đó. Phật giáo truyền tới Việt Nam, cái tượng Phật của ông Phật làm giống giống người Việt Nam. Tượng Phật ở bên Bắc Hàn, Nam Hàn, Hàn Quốc á, thì làm giống người Hàn Quốc, qua tới Nhật làm giống người Nhật, ở Trung Á giống người Trung Á. Đúng không? Tôi nói cái gì đấy, ở bên Tàu giống người Tàu, ở bên Trung Hoa giống người Trung Hoa, truyền tới xứ sở nào thì làm tượng Phật giống giống người xứ sở ấy. Phật giáo đã có mặt ở châu Phi rồi, Nam Phi. Ở Nam Phi là đã có 4 tổ chức Phật giáo. Rồi mai mốt để truyền tới Angola hay là này nọ, làm Phật dễ lắm. Trên dưới là một màu. Nếu mà Đức Phật có cười thì sẽ ở chút dưa giữa để làm chắc chắn chút nữa là xong. Làm dễ vô cùng. Đúng không? Cái tính hội nhập của Phật giáo rất cao. Hội nhập vào văn hóa bản địa nhanh ghê. Thành ra ông Phật Thái Lan là giống người Thái Lan. À, rồi bây giờ đòi hỏi 32 tướng tốt, 80 giày đẹp. Đó chỉ có giá trị tượng trưng ước lệ. Theo văn hóa Ấn Độ như thế là tướng của Bậc Đại Nhân được quy định như thế. Chứ không phải là kiếm một cái ông làm một ông Phật giống y chang như vậy. Gọi là đẹp không có. Nhớ nha, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật chỉ mang tính ước lệ của văn hóa Ấn Độ. Tôi hỏi câu hỏi thi à, không lo ghi đi. Còn 15-20 phút nữa phải không? À, quý vị lấy bài ở trên mạng á, xuống nghe. Đức Phật đối với gia đình, đối với những người xung quanh. Bây giờ học cuộc đời của Đức Phật thì học sao? Những cái gì mà Đức Phật đối với cha, đối với mẹ, đối với dì, đối với cái người bạn mà bây giờ, đời bây giờ dùng cái từ kia rằng phân nửa này, phân nửa kia gì đấy. Hồi xưa gọi là tri kỷ tri âm hả? Bây giờ gọi là đã tìm được phân nửa rồi. Cái mấy gà đi con chân một à, bây giờ mới tìm được đối với cái người bạn đời là như thế nào, đối với con, đối với cha, đối với mẹ, đối với dì, đối với đệ tử đó, thì tất cả đã đưa lên trên mạng rồi. Cái thời giờ trình bày cho quý vị nó không có đủ nhiều như thế đó, thành ra phải chịu khó nghe trên đó. Đối với đệ tử, đối với những người hầu cận cuộc đời Đức Phật, thay vì mình nói năm tháng ngày giờ thì mình nói những cái sự kiện xảy xung quanh Đức Phật để mình biết Đức Phật được á. Sau này một số người nghiên cứu đọc vào giáo lý Đức Phật á, họ nghiên cứu về Đức Phật, đọc giáo lý Đức Phật, họ mang cái trong đầu họ cái mà họ muốn đi tìm tòi rồi. Cho nên sau này có người nghiên cứu về giá trị người nữ trong Phật giáo thì cho là Đức Phật là người giải phóng phụ nữ. Rồi có người đọc về giai cấp, thấy giai cấp nặng nề quá, đọc rồi nói Đức Phật là nhà cải tạo xã hội, cho Đức Phật cái nhãn hiệu này cái kia đủ thứ, nhà giải phóng phụ nữ phụ nam gì đấy, nhà cải tạo xã hội, nhà cách mạng xã hội, tất cả như thế. Những cái nhãn hiệu xin hãy lột xuống tất cả những nhãn hiệu gắn lên cho Đức Phật. Đức Phật là bậc đạo sư, bậc đại y vương, trong kinh đã ghi rồi mà không chịu, muốn tìm cái khác cho nó hay ho. Nhưng mà chưa chắc làm như thế là để tăng thêm cái quan trọng của giáo lý Đức Phật, hay là tăng thêm cái giá trị hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật là bậc đạo sư, bậc đại y vương. Thế nào là bậc đạo sư? Đức Phật cho rằng ở Việt Nam cho rằng Đức Phật phá bỏ giai cấp. Không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, trong giọt nước mắt cùng mặn. Nghe hay không? Nghe rất là hay. Đức Phật là lãnh đạo tôn giáo thời đó, đệ tử Đức Phật là đi khất thực. Thời đó nếu chống lại xã hội thì sao? Hả? Một là nó không cho ăn, hai là nó triệt luôn. Chúa Giê-xu đã từng bị triệt. Lý do là chống lại chế độ La Mã. Nhớ chưa nè? Đó không phải là thái độ của người trí. Đức Phật không phá bỏ giai cấp. Đức Phật chỉ nói lên sự vô lý của giai cấp để mình nhận được, mình tự từ bỏ. Đức Phật không có phá bỏ giai cấp. Đức Phật không kêu gọi phá bỏ giai cấp. Đức Phật chỉ nói lên sự vô lý của giai cấp. Cái lòng tin vào giai cấp vô lý lắm. Đức Phật nói lên vô lý của nó. Mình hiểu được, mình nghe, mình hiểu được, mình tự từ bỏ. Chứ Đức Phật không có kêu gọi là bỏ giai cấp đi. Nếu Đức Phật đi ngược lấy cái xã hội luôn thời đó thì một là nó không cho ăn,
thì sống nổi không? Hai thì nó triệt luôn, nếu mà chống nó thấy nguy hiểm cho quyền lợi của nó quá thì sao? Là nó dứt. Đó, triệt giống như là Chúa Giê-xu đã chống lại chế độ La Mã thì cuối cùng. Ở Ấn Độ thì nó không đóng đinh thì nó làm cách khác, nó triệt ngay. Giống như xã hội ngày nay cũng thế, hiến pháp quốc gia đã quy định như thế này rồi, chống gì đó thì đại khái thì nó, cái nhà cầm quyền là nếu chống họ thì họ không có chịu. Mà chống chưa hẳn là thái độ của người trí thức đâu, chống như thế nào. Còn hai ba người đứng ra cãi chuyện đơn gì gì đấy là nó cười vào mũi hả? Không có được ra chuyện gì, chuyện đó không được. Đức Phật không có làm chuyện đó. Thái độ của Ngài chỉ nói lên sự vô lý của giai cấp. Giai cấp vô lý như thế nào? Chủ trương của giai cấp Bà La Môn á, họ chủ trương như thế này nè: người là Bà La Môn sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, người Xá Đế Lệ sanh ra từ vai của Phạm Thiên, người Phệ Xá sanh ra từ bụng của Phạm Thiên, rồi người Thủ Đà sanh ra từ gót chân của Phạm Thiên. Đó là cái chủ trương thứ nhất. Cái chủ trương thứ hai á, là gia tài của người Bà La Môn á, là cuốn kinh, gia tài của người Xá Đế Lệ là cái kiếm, gia tài của người Phệ Xá là cái lưỡi hái, và gia tài của người Thủ Đà là cái đòn gánh. Đó, hai giai cấp trên nhiều quyền ưu đãi lắm. Có nghĩa là hai giai cấp trên là hai giai cấp thống trị, hai giai cấp dưới là hai giai cấp bị trị. Còn một số giai cấp nữa không được liệt vào giai cấp. Ví dụ như giai cấp Chiên Đà La, Chanh Đà La đó, là không được coi là giai cấp nữa mà. Nó còn dưới cái đó nữa. Đó. Nó bất công ở chỗ là giai cấp trên, con của người giai cấp trên thì thuộc giai cấp trên, con người giai cấp dưới đẻ ra là nó cứ theo giai cấp đó mà nó tính. Thì Đức Phật không chấp nhận. Đức Phật nói: nếu cho rằng Bà La Môn sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, tại sao thấy sanh Bà La Môn nữ có kinh nguyệt, có thai, có con và cho con bú, thì như vậy không thể cho rằng Bà La Môn sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, cũng sanh ra bình thường như bao nhiêu người khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Đức Phật cho rằng người trong bốn giai cấp đều có người tốt người xấu. Đó, trong giai cấp Xá Đế Lệ cũng có người tốt người xấu, trong giai cấp Bà La Môn có người tốt người xấu, giai cấp nào cũng có người tốt người xấu, có người thực hành đạo được, có người làm ác. Thì trong bốn giai cấp nào cũng có người tốt người xấu, không thể cho giai cấp này cao, giai cấp kia thấp. Giai cấp cao thấp, Đức Phật nói giai cấp cao thấp là do cái hành động của người của mình. Nếu người tin giai cấp Xá Đế Lợi tối thượng, nói về cái cuộc sống của con người, người nào sống đạo đức, người sống có đạo đức tối thắng giữa nhân thiên. Đức Phật nhắc lại cái bài kệ của Hình Đồng Phạm Thiên: nếu người tin giai cấp Xá Đế Lợi tối thượng, người sống có đạo đức tối thắng giữa nhân thiên. Đó, người sống có hành động tạo nên cái giai cấp. Cái người làm thợ rèn thì gọi là giai cấp thợ rèn. Cái nghề nghiệp, người làm ruộng gọi là người nông dân. Cái người buôn bán thì gọi là thương gia buôn bán. Thấy chưa? Cái người đi lính là gọi là lính. Cái tên đó nó có thể thay đổi. Đúng không? Cái tên nó thay đổi, giàu nghèo có thể thay đổi, cái tên nó có thể thay đổi. Cái nghiệp cái người đó tạo ra thì nó quyết định cái tên của người đó, cái giai cấp của đó, chứ không phải là do ông thần nào tạo ra. Họ cho rằng cái gia tài của người Bà La Môn là cuốn kinh. Nếu cái người nào gia tài của Xá Đế Lệ là cái lưỡi gươm, người nào từ bỏ gia tài của mình, người đó là loại người xấu nhất trong xã hội. Cái người mà làm công tác gác cổng mà đi ăn cắp, gác cổng là để dành để trông chừng ăn trộm, mà chính người đó là đi ăn cắp, thành ra người đó là rất là xấu. Cái người từ bỏ gia tài của mình trong xã hội Ấn Độ thời cổ là không có bình đẳng. Không có bình đẳng trong xã hội, không có bình đẳng trước pháp luật, đủ thứ. Ví dụ như phạm tội loạn dâm. Loạn dâm là cái người Bà La Môn mà họ lấy cái người giai cấp thấp á, thì họ chỉ bị phạt tiền thôi. Còn người giai cấp thấp mà loạn dâm với người giai cấp trên là bị giết chết. Không trước pháp luật. Cái cùng một tội, nhưng nếu người giai cấp thấp phạm thì có thể ăn cắp, có thể bị chặt tay. Còn người giai cấp cao thì chỉ bị phạt, có khi đánh đòn gì đó hay bị mắng chửi gì đó là xong. Nó không có bình đẳng trước pháp luật, nó không có bình đẳng. Không, người hai giai cấp trên mới được học kinh điển Veda,
người giai cấp dưới không được học kinh điển Veda. Nếu lén nghe người ta dạy Veda bị chọt mù lỗ tai, chọt thủng tai. À, còn nếu lén đọc Veda thì bị chọt mù mắt. À, là không cho tiếp cận kinh điển Veda. Là nó rồi Đức Phật á, Đức Phật nói về giai cấp, Đức Phật chỉ nói sự vô lý của giai cấp để mình biết rồi mình tự bỏ, cho nên gọi là đạo sư. Đức Phật không bao giờ kêu không có giai cấp, nói là không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, trong giọt nước mắt cùng mặn. Tôi thách người nào đi kiếm trong kinh điển đại thừa đi kiếm ra, không có. Hồi lúc tôi làm luận văn tiến sĩ bên đó, nó có một chương tôi kiếm mù mắt luôn, kiếm mờ mắt. Cuối cùng tôi nói câu này của Việt Nam: đọc kinh tiếng Tàu, đọc kinh tiếng Anh, đọc mò hết, không có câu đó. Và cuối cùng mới thấy Đức Phật nếu mà nói là không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn, chưa hẳn là thái độ của nhà trí thức, thái độ của bậc đại trí. Đức Phật chỉ nói sự vô lý của giai cấp để mình biết rồi mình từ bỏ thì mới là thái độ của người trí. Nếu chống lại nó, coi chừng chưa chắc là thái độ của người trí. Chống lại nó chống được không? Chống không được mà nguy đến tính mạng, đó không phải là thái độ của người trí. Đức Phật nói này các thầy tỳ kheo, giữa trên lộ trình giải thoát các con hãy nỗ lực lên mà đi, giữa đại dương luân hồi các con hãy nỗ lực bơi vào bờ. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc. Đức Phật nói mình phải làm, chứ không phải Phật nói mình con Phật là ngon rồi đấy. Bây giờ có cái chuyện đó, đệ tử thầy Thanh Từ là ngon, không biết thầy Thanh Từ cỡ nào nhưng mình đệ tử ông ngon, khỏi cần tôi, miễn đệ tử thầy Thanh Từ là ngon rồi đó, được không? Dân cái gì đó giống Lạc Việt, tộc Lạc Việt của mình hồi xưa oai hùng lắm, vua hùng rồi hay lắm, bây giờ mình con cháu rồng tiên đó là mình ngon, được không? Nghèo gần chết không lo, đó là nó dốc ha. Cũng như thế, con Phật là phải nỗ lực thực tập. Đức Phật nói hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mình phải nỗ lực. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các hành là vô thường, các ông hãy nỗ lực lên để được giải thoát. Đức Phật kêu gọi phải tự tập. Rồi bây giờ có pháp môn tịnh độ, niệm Phật, chỉ cần niệm vài niệm mà Phật Di Đà rước pháp. Cái tha lực đặt hơn nhiều hơn tự lực, nên hiểu lại. Nếu không có tự lực, cái tha lực được không? Không, phải có tự lực. Mình phải bơi, rồi Phật mới kéo lên được, cái nặng quá, kéo lên rớt xuống, đứt dây. Đứt dây rớt xuống như thường. Cái nghiệp của mình bây giờ nói là đới nghiệp giảng sanh. Chủ trương của tịnh độ là đới nghiệp giảng sanh. Quý vị thực hành biết không? Đới nghiệp giảng sanh có đấy, tôi tin là đới nghiệp giảng sanh đó. Nhưng mà chúng ta càng nặng chừng nào đó thì càng lâu chừng đấy. Xen vàng đến chín phẩm là, chứ không phải là sanh cái ào qua bên kia gặp Đức Phật bắt tay say hello được đâu. Ở trong cái bông sen đó, ở trong cái bông sen đó là bao nhiêu nữa thì mới được gọi là hoa khai kiến Phật được. Bây giờ ở trong cái bông sen tu bao nhiêu kiếp cho nó 500 kiếp rồi mới lên được bậc, phải không? Không biết có thi không ta, không nghe nói thi. Thì phải lên 500 kiếp, một kiếp là bao nhiêu? Nghe nói một ngày bên bển bằng bao nhiêu, bên đây bao nhiêu? 100 năm, phải không? Rồi tính ra tới 500 kiếp mới lên được bậc, 500 kiếp lên được bậc. Có người nói cái cõi ta bà này nó khổ quá, làm sao về bển tu tiếp. Nói thì hay lắm đó, bây giờ đó gọi là nhốt ở trong nhà thôi, tại vì bông sen nó đâu có lớn nó như đây à. Ở trong trọng 100 kiếp là chịu nổi không, hay là lúc đó đòi về không kịp, dốc công mà. À, bây giờ đừng có cho ra khỏi Sài Gòn này thôi, đi vòng vòng trong 24 quận huyện này thôi đó, đêm thông thả ngày ngày vui chơi mà không có làm gì trơn á, đêm thông thả ngày ngày vui chơi, phải không? Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Bây giờ mấy trên là nói sống lâu rồi chơi ban ngày, chơi đã tới chơi ban đêm, không làm khỉ gì trơn á, nhưng mà không được già cũng không được chết à, sống như vậy hoài chịu nói không? Không có được đi đâu à, ở trong này hết á. Bây giờ nói khổ quá, sao về tới bển cái được, thì chắc ăn cái đó, gọi trong bông sen cũng được nữa. Bông sen cái chữ Phật mà, bông sen cũng được. Nói thì hay lắm đấy, nhưng mà về nhốt có chút xíu vậy rồi, ở trong đó hoài rồi chịu nổi không? Ha? Bây giờ mà ở trong chùa 3 tháng thôi, mùa an cư không cho đi là hai cái chân là nó muốn cúm lại rồi, bực mình dữ lắm rồi. Mong ngày ra hạ là giọt liền.
đi đâu cho xa xa, nhảy cà tưng gì đấy. Ở đó mà nói hay, đới nghiệp giảng sanh. Có cái tha lực để đới nghiệp giảng sanh, tôi chia sẻ với quý vị một chút này bây giờ nè. Gọi là đới nghiệp giảng sanh. Quý vị là người tại gia, có một số quý vị xuất gia ở đây. Thì bây giờ mình muốn sanh về thế giới đó, thử hỏi coi cái cuộc sống của chúng ta đã tương thích được với thế giới đó chưa? Đó, bây giờ đừng có xa. Mình ở đây qua bên Mỹ, thấy cuộc sống ở Hoa Kỳ nó là quá là, nhìn bề ngoài thấy nó như là thiên giới vậy. Cái gì nó cũng hơn Việt Nam quá nhiều đúng không nè? Thì bây giờ chúng ta thích về bên đó, nhưng mà qua bên đó sống tương thích nổi không? Không tương thích nổi. Sáng ra lật đi làm mất tiêu, chiều về chút gì đó lăn ra ngủ, sáng ra lật đi mất tiêu. Rồi tới cái ngày thứ bảy chủ nhật, ngày thứ bảy đi chợ đang ăn cả ngày, chủ nhật nằm nghỉ đi chơi đi gì đó hết một tuần. Thấy chưa? Rồi cái cứ như thế này, một năm được nghỉ 2 tháng gì đó, nhà ma chơi đi chỗ này chỗ kia xong về. Sống như thế này thì quý vị sống được. Đó, bây giờ nói cái thế giới cực lạc á, nghe nói là bên bển là các vị là nhất sanh bổ xứ hết trơn á. Có nghĩa là một đời nữa là thành Phật rồi. Dân ở bên bển là thạnh chúng diệu hoa cúng dường thập phương chư Phật. Sáng rồi đi gom hoa rồi đi cát khỏi Phật cúng dường, tới phạn thực kinh hành tức thời hoàng đáo bốn quốc. Tới giờ trưa trở về lại ăn cơm đi kinh hành. Ha, bây giờ khoan cái về bển vô chùa ở thử à. 4 giờ khuya dựng đầu dậy đi công phu. Sáng quét chùa, ăn sáng xong rồi đi học hay là lên lại sám hối. Chưa ăn cơm đi kinh hành nghỉ được chút xíu, rồi chiều công phu chiều tụng kinh, tối ngồi thiền mới cho đi ngủ. Chịu nổi không? 3 bữa chọn bỏ chạy hết. Vậy mà đòi về Phật Di Đà. Gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nghiệp là những cái thói quen của chúng ta. Sáng là phải có ly cà phê mới được. Không nhậu ly cà phê làm như người nó lừ đừ. Về bên bển có nghe nói có cà phê không? Không lẽ đi phải mang theo túi, rồi hết xài hết túi cà phê đó không lẽ xin về? Đó, chưa nói là trà hay là thứ khác, ăn cơm thì phải có rau, phải có ớt mới được. Gọi là đới nghiệp giảng sanh. Có đấy, chứ không ai không có đâu. Nhưng mà thử hỏi, nếu mình không cắt bứt bớ của mình, mang nguyên càng tôm qua bên đó, mệt ghê lắm à. Cái chuyện bình thường xuất gia, thấy người xuất gia ở trong chùa, một số quý vị bắt đầu thực tập cái pháp của người cư sĩ muốn xuất gia. Cái ngày xuất gia, tu tập với bác quá con trai cái ngày xuất gia, mình nghĩ mình đi xuất gia rồi, những cái tập khí của mình, nghiệp của mình nó bỏ hết được không? Hay là ở nhà làm cha làm mẹ quen rồi vô chùa làm cha làm mẹ tiếp? Tại vì mấy thầy mấy cô nhỏ nhỏ tuổi không, cứ về vô làm cha làm chướng ngại đạo, chướng ngại cho chính bản thân mình, không tiến bộ được. Tại vì nhìn thấy mấy thầy mấy cô giống như con cháu của mình không, quen đặt rồi vô chướng ngại, tu tập không có tiến bộ được. Đới nghiệp giảng sanh có cho bạn khai không, nhưng mà loại nào? Tụi mình nghe nói như thế mang nguyên càng tôm qua bên đó, 3 bữa Phật ơi cho con về. Nói cho vui nghe vậy thôi. Đức Phật nói tiếng gì ha? Phật Di Đà. Bây giờ mình ở đây mà bắt học đi học đào tạo từ xa, học tiếng Anh, học tiếng Phạn là la làng phải không? Học tiếng Tàu là la làng hết. Học không nổi thầy ơi. Quọt quẹt gì đó 2-3 chữ thì được. Phật Di Đà nói tiếng gì? À, Bali hay là gì, lo học trước đi nghe. Qua bển Phật nói nghe đực ra không biết khỉ gì hết. Hỏi muốn về Việt Nam không? Yes sir. Cho hồi hương hốt hội à. Nói như thế có nghĩa là nè, mình phải tương thích được không? Còn cái chuyện gọi là nghe chim hót cũng thành cái tiếng Pháp. Cái tiếng thiết ra tiếng Pháp, chuyện nó không có. Chuyện nó không có. Nghe chim hót cũng thành cái tiếng thiết Pháp. Một ngày tới tối mình nghe giảng, mình tụng kinh nhiều, ban đêm ngủ gì đó giống như là cái tiếng tụng kinh vậy. Nghe cái tiếng gì đó nghe giống như tiếng tụng kinh. Tối một ngày mình chìm đắm trong cái đó, thì con chim hót mình cũng nghe được là cái tiếng đang thiết Pháp. Và cái tiếng Pháp đang thiết Pháp, Đức Phật đó là Đức Phật ở bên ngoài hay Đức Phật ở trong chúng ta? Mình tụng kinh nhiều, mình tu tập không, tối ngày mình cứ chăm năm vô đó thì sao đây? Ban đêm mình cũng có thể nghe tiếng tụng kinh được. Con chim nó hót, mình cũng có thể nghe cái tiếng đó là cái tiếng thiết Pháp được. Chứ không phải là con chim nó hót ra cái tiếng người. Bây giờ nuôi con két thì nó kêu dài 3 tiếng thì được đó.
gặm chó, mấy người cưng chó, sao con ở nhà có đói bụng không con? Nó nói dạ đói hơn cái coi. Tôi nói vừa lết vừa chạy à. Đúng không nào? Đấy, sao con nãy sáng giờ má đi rồi bỏ con rồi, ở nhà con có đói bụng không con? Nó nói có. Là lửa đó thôi, vừa lết vừa chạy, mà lết tới đâu cũng chừng nước chạy tới đó mới chế. Nó không thực tế. Nó phải thực tế. Phật giáo Đức Phật rồi dạy á, đến để mà thấy giáo lý của ta, đến để mà thấy, đó là cái tính thực tiễn đó. Thực hành đi thì sẽ thấy cái kết quả của nó. Trong kinh Nikaya thường hay nói giáo lý của ta đến để mà thấy, mang tính thực tiễn, có nghĩa là thực hành sẽ thấy. Còn không thực hành, giống như mình ở bên ngoài diễn tả cái ngôi nhà đẹp, không vô bên trong được, đứng ở bên ngoài để diễn tả ngôi nhà. Giáo lý của Đức Phật nói một cách thông dụng là ai tu nấy chứng, uống nước nóng lạnh tự biết. Thì trong kinh điển Nikaya, kinh điển Nguyên Thủy đã nói rồi, giáo lý của ta đến để mà thấy, thực hành thì mình sẽ cảm nhận được, à, vị ngọt của chánh pháp là đây. Chứ nếu mình không thực hành thì nó như không. Hiểu là phải hiểu cho đúng á, hiểu sai không được. À, thờ Phật cũng thế, thờ nhiều quá, có khi mình thấy cái chùa này đẹp, nó thờ qua trời, vô trong cái chánh điện là qua trời Phật, một ông lại ba lại, lại từ sáng tới chiều lại không xong, nhiều quá nhiều. Nam mô giờ sao đây, nam mô một chùa Phật quá nhiều. Nhiều quá, cứ ông nào là ông nào đâu. Nam mô một chùa Phật, còn xá cũng vậy, nó nhiều ông quá mà không có thời gian đó. Đi rồi, cuộc sống bây giờ là nó bận rộn ghê lắm đúng không? Đó, xá đâu có xá đâu được làm. Một bàn, đây một bàn nhiều ông quá, đâu có xá được ông được. Đây qua đây một bàn, ba bàn là ba cái xong rồi. Nam mô một chùa Phật lại được ba lại chạy tốt. Lại Phật cũng thế, chùa nhiều Phật không ha. Đi vô chùa hành hương, danh lam thắng cảnh. Quý vị nhớ cái từ danh lam thắng cảnh. Danh lam là ngôi chùa nổi tiếng, thường cộng với cảnh đẹp. Ra ngoài Bắc còn thấy mấy cái đó, ví dụ như chùa gì đồ này nọ đó. Danh lam là chùa nổi tiếng với cảnh đẹp, lam thắng cảnh đó. Cái chùa cảnh chứ nó đẹp hơn. Ví dụ như chùa thầy, cảnh nó đẹp ha, núi ở trên rồi có hồ nước, có cái đình để người ta mà làm mua rối nước rồi đấy, danh lam thắng cảnh. Hồi xưa đi hành hương, hành hương nó mấy à, hành hương là những nơi ghi dấu thánh tích. Hành hương bên Ấn Độ là những nơi mà Đức Phật đã từng sinh sống đó. Hành hương ở Việt Nam là mình đi để thưởng ngoạn đẹp, cảnh chùa đẹp. Lợi đến đó thì mình Tết mà một năm bận rộn bao nhiêu ngày rồi, cả năm rồi quần quật rồi, Tết có mấy ngày nghỉ Tết để nó thanh thản, đến chùa để hòa mình vào trong cái thiên nhiên đó. Chùa nó rộng mênh mông, cảnh nó rất là vắng, rất đẹp. Mình ngồi đó để mình hòa mình vào trong đó. Nó đi bao nhiêu cái nặng nhọc của cả năm trời, vừa sức lực vừa bao nhiêu độc đối, hòa mình vào cảnh yên lặng, nó vắng vẻ, nó đẹp, để cho nó chút đi, nó nhẹ nhàng đi cái ngày Tết. Bây giờ hành hương nó khác. Hành hương bây giờ tổ chức 10 xe, thông báo với Phật tử là đi 11 chứ không phải 10 chùa đâu. Đi 11 chùa chứ không phải đi 10 chùa. Hồi xưa người ta không cần đi nhiều, mà cũng không cần máy chụp hình nữa. Lợi đó nó hòa mình vào trong đó. Bây giờ là đi hành hương, báo Phật tử 11 xe, 10 xe nha, có nghĩa là thêm chùa nữa. Hành hương thường thường là thập tự thôi, bây giờ là thập nhất tự, hai chùa nữa, được chưa? Đi lại tới nơi, tràn vô, lợi xe đậu 10 nhất là vô đâu chứ? À, xưng phong vô toilet, tấn công vô cái đầu nó chứ? Đó, rồi chưa? Tấn công vô cái đồ nó trước là thường thường là quá tải ngay. Rồi chưa? Quá tải rồi bắt đầu mới lên tới bàn Phật nè. Lên tới bàn Phật, ha? Lên tới chánh điện á. Thì có lên đều được không? À, người lên trước, người lên sau. Rồi cũng có người tác bạch, rồi có người có thầy trì hay là ai đó đáp từ rồi này nọ phải không? Lên thì thường thường để ý, tôi nói khoan tin rồi để ý. Nam mô Di Đà Phật, con tên đó, vợ con tên đó, chồng con tên đó, con của con tên đó, đọc một giây. Mẹ con tên đó, cha con tên đó, cậu mợ cô gì dưỡng khỉ gì đó, đọc cả dây. Không chưa? Hết giờ chưa? Hết giờ chút xíu là hết giờ ngay. Ra ở trong cái đoàn hối đi ra. Đi đi 11 chùa về hành hương. Tôi chưa biết mà tôi thấy hành xác lưỡi lè ăn khúc rồi nè. Mệt
Rồi chùa này cũng đọc như thế, chùa kia cũng đọc như thế, chùa nọ cũng đọc như thế. Quý Phật tử thấy tội nghiệp ông Phật ghê. Phật từ bi thương Phật đó. Đọc có nhiêu chùa này cũng thờ Phật Thích Ca, chùa kia cũng thờ Phật Thích Ca. Tối ngày nghe bao nhiêu đây, đủ mệt rồi. Phật ông từ bi không nói, nay bên kia chùa kia nghe rồi. Chùa nào cũng thờ Phật Thích Ca cả. Mà không biết ông Phật nổi không nghe mấy cái này. Quý Phật tử tưởng tượng đi, nếu như thế giới có 7 tỷ người rồi phải không, 1 tỷ người Phật tử thôi mà tối ngày làm kiểu này, chắc Phật đi về chết mất lẹ. Đi về chết. Nghe mấy cái này, mà cái đó là cầu nguyện cầu an ổn thôi à, chưa nói cái chuyện mà làm ăn hay gì đó. Tôi nghe ông đó, ông cầu ông cung có nãy chưa à, đầu năm chí những cuối năm, điềm lành đem đến điều giữ tóc đi gì. Ăn một cái nải chuối mà làm bao nhiêu thứ, chắc không ai chịu làm. Nói như thế để quý Phật tử biết ý tôi muốn nói. Bài sắp tới tôi muốn trình bày cho quý Phật tử là, thứ nhất tôi nói về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình phải nghiệp tin như thế nào, hiểu như thế nào cho nó đúng, chứ không phải y chang như thế này, được chưa? À, về lòng tin của Phật giáo cũng thế, hiểu như thế nào để gọi là chánh tín. Người Phật tử đòi hỏi phải có chánh tín, người học Phật đòi hỏi phải có chánh tín, chứ không thể mê tín tà tín được. À, mê tín tà tín không phải con Phật. Con Phật, người học Phật học cái chánh tín. À, người Phật tử học cái chánh tín, thực hành theo chánh tín, chánh kiến chánh tín, những thứ gọi là chân chánh á. À, chứ không phải là tà kiến tà tín. À, tin vào cái thứ gọi là ban phước giáng họa, Đức Phật không phải là ông thần. Rồi cầu nguyện, rồi đồng cốt đồ này nọ, thờ ngũ hành ngũ tỏi gì đấy. Hả? Tôi thấy nó mình coi ha, mình phải coi phong thủy rồi bấm 12 con giáp rồi lắc xăm đủ chuyện không, mà không giàu nổi. Tụi Mỹ tôi qua bển tôi đi 2-3 lần rồi, tụi Mỹ nó đâu có coi phong thủy, nó cũng không có ngũ hành ngũ tỏi, nó cũng không có lắc xăm, nó cũng không có bấm thìn tỷ kỷ long dương, nước ngập đầy giường chết ráo chằng hiu, nó đâu có coi. Nó giàu ghê mà, mình bên đây coi hay quá, nghèo mạt coi. Thôi nghĩ